lại tâm sự, trừ chẽn lên kế hoạch để chồng đổ vỏ cho người cũ. Khi chia tay mối tình đầu, tôi tưởng rằng thế giới này như sụp đổ. Tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, đến tận khi gặp chồng của tôi bây giờ, người đàn ông hiền lành, mẫu mực và vô cùng tâm lý. Chính anh là người giúp tôi lấy lại thăng bằng sau chuyện tình 5 năm tan vỡ. Hồi sinh viên, tôi yêu say đắm một cậu bạn cùng lớp. Cả hai đều định ra trường ổn định công việc là sẽ cưới nhau. Nhưng mọi chuyện không như sắp xếp, đời vốn dĩ không như mơ. Theo nguyện vọng của gia đình, cậu ấy phải vào trong Sài Gòn để lập nghiệp. Nếu như vào đó, đường công danh sự nghiệp của cậu ấy rộng mở, vì có người cậu ruột đã đỡ đầu, còn vất vả ở lại thủ đô thì không biết tương lai sẽ ra sao. Vì vốn dĩ tìm được một công việc ưng ý, đúng chuyên ngành ở nơi phố thị là một điều vô cùng khó khăn. Xác định vào đó lập nghiệp nên cậu ấy đã chủ động nói lời chia tay với tôi. Cũng chẳng còn cách nào khác, vì đó là con đường mà người ta lựa chọn. Tôi ngậm ngùi chia tay mà vẫn còn nặng tình với người ta lắm. 2 năm sau, tôi vẫn không thể nào mở lòng ra được với bất cứ một người đàn ông nào khác. Tất cả tôi đều mang ra so sánh với anh ấy và thấy cũng không thể nào bằng được người yêu cũ. Thế nên tôi vẫn cứ cô đơn, mặc dù có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Cho đến khi tôi gặp được người chồng của tôi hiện tại bây giờ, tôi bắt đầu thay đổi cảm xúc của mình. Tôi biết mình đã tìm được người đàn ông phù hợp để lấy làm chồng, làm chỗ dựa sau này. Vậy là sau đúng 3 năm chia tay tình đầu, tôi kết hôn. Dần quên đi mối tình đầu tiên, tôi toàn tâm toàn ý sống bên chồng mới. Cuộc sống hôn nhân mang đến cho tôi những điều tốt đẹp. Vợ chồng rất yêu thương nhau, mối quan hệ của tôi và nhà chồng cũng rất thuận lợi. Nói chung, gia đình tôi chỉ đợi tôi có tin vui em bé nữa là toại nguyện. Tuổi vốn dĩ cũng đã không còn ít, thêm nữa chồng lại là con độc nhất trong nhà, nên chuyện con cái, tự bản thân tôi cảm thấy cũng áp lực vô cùng. Chẳng biết có phải căng thẳng quá hay không mà tôi thành ra không làm chủ được mình. Tôi đã ngu dốt phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, để bây giờ đây bụng mang dạ chửa mà không một ngày nào được thảnh thơi thoải mái, vì lúc nào cũng dằn vặt và tội lỗi. Chuyện là vừa rồi lớp đại học của tôi có tụ tập đợt Tết dương lịch, cứ tưởng chỉ có các bạn miền Bắc tham gia, nào ngờ người yêu cũ của tôi cũng bay ra dự buổi gặp mặt đó. Đúng theo cái kiểu tình cũ không dù cũng tới. Ngay khi người ta xuất hiện, tôi đã thấy có cảm giác thật lạ mà lại thật quen. Cảm xúc bỗng dưng ùa về, bao nhiêu kỷ niệm cùng mối tình cũ xuất hiện. Từ lúc bắt gặp ánh mắt của người ta, lòng tôi bỗng trở nên xao xuyến lạ thường. Vậy là tôi lại trở lại là tôi của ngày xưa, của cái ngày hai đứa còn yêu nhau say đắm tuổi trẻ. Thêm nữa, anh ấy còn chưa có gia đình, vì tâm sự chưa tìm được người nào hơn tôi. Chỉ nghe tới đó thôi, tôi đã muốn bỏ tất cả để quay lại với người ta rồi. Thật nực cười phải không? Chỉ có vậy mà tôi đã quên đi mình là người đã có chồng và đang có một gia đình hạnh phúc. Cứ cái đà đó, chúng tôi đã kịp nhấm nháy hẹn hò nhau sau buổi tiệc. Đến khoảng 7 giờ tối, ăn uống xong, cả lớp lên lịch K2 đi hát hò. Tôi lấy lý do việc gia đình về sớm, còn cậu người yêu cũ của tôi thì cũng xin về trước để tranh thủ đi thăm người họ hàng ở Hà Nội, mai còn bay vào Sài Gòn sớm. Tất cả đều được sắp xếp một cách chu đáo và kín kẽ. Tôi và người ấy cũng tiếp tục đi K2, nhưng không phải đi hát hò như mọi người, mà là cùng nhau vào nhà nghỉ để ôn lại kỷ niệm mối tình 5 năm. Không ngờ chỉ sau mối tình một đêm ấy thôi mà tôi đã có bầu. Vì chủ quan nghĩ rằng vợ chồng tôi chẳng kế hoạch gì mà mong mãi còn chẳng có con, nữa là qua loa như thế này. Tôi chẹp miệng sống với tình cũ mà chẳng mảy may cảm thấy bất cứ một thứ tội lỗi nào. Khi biết mình có bầu, ai hết tôi biết đó là con của ai. Tôi thực sự bấn loạn với sự thay đổi này. Còn chồng và gia đình chồng tôi thì khỏi phải nói là vui đến cỡ nào. Từ ngày biết tôi bầu bí, họ chăm sóc chiều chuộng tôi chẳng khác gì bà hoàng. Lúc vừa mới biết tin, tôi đã định thú nhận mọi chuyện, nhưng giờ thì thật sự là không dám mở lời ra nữa, vì sợ một mình tôi lại làm tổn thương cả đại gia đình chồng. Tôi cũng không đành lòng.
Nhưng nếu cứ giấu giếm thế này thì bản thân tôi lúc nào cũng sống trong sự lo lắng, sợ hãi mọi chuyện bị bại lộ, lúc nào cũng khổ tâm, lúc nào cũng day dứt vì mình như một kẻ tội đồ với cả một gia đình, với cả một dòng họ. Hay là tôi cứ lờ đi mà sống tiếp, coi như để chồng tôi đổ vỏ trong mối tình năm xưa vậy nhỉ. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Lời tâm sự, mặc cảm, tội lỗi. Nửa đêm bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại, tôi mắt nhắm mắt mở bật máy lên nghe. Đầu dây bên kia tiếng con Mi nức nở, mày cứu tao với. Tôi hỏi có chuyện gì ghê gớm thế. Nó nói rằng tao chót dài, nhưng tao thú nhận hết với anh Tuấn rồi. Anh ấy sốc quá, bây giờ bỏ nhà đi lang thang, tao không biết đi đâu nữa. Trời lạnh như thế này, lúc đi anh ấy mang có mỗi một cái áo, khéo lại chết rét mất. Một lát sau Mi mới bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra cô ấy đã có thai hơn 2 tháng này, và chồng Mi lấy nhau mấy năm mà chưa có con. Tuy vậy họ vẫn rất thương yêu nhau. Tuấn là kỹ sư xây dựng thủy điện, thường về đi theo các công trình xa, có khi 1-2 tháng mới về nhà một lần. Sau khi biết tin Mi có thai, Tuấn về thăm nhà và đã vui tin mừng báo cho hai họ. Mấy ngày ở nhà Tuấn cưng chiều vợ hết mực, hai người quấn quýt như đôi sam. Tuấn đi rồi, Mi thấy hụt hẫng vì nhớ chồng. Người ta có thai thì nghén lên nghén xuống, đằng này con Mi lại cứ khỏe đẹp phây phây. Cơ quan tổ chức một hội thảo ở tận Hạ Long để lấy cớ cho anh em đi nghỉ dưỡng. Mi và Phong ở ban hậu cần, nên sau khi hội thảo kết thúc, họ còn ở lại để thanh toán mọi chi phí. Phong rủ Mi tranh thủ đi chơi vịnh trên tàu du lịch. Mi vô cùng thích thú ngắm cảnh biển trong đêm. Gió thổi hơi lạnh, Phong quàng tay khoác thêm cho Mi cái áo ấm, khiến Mi thấy như có một luồng điện chạy qua người. Mi biết Phong có tình cảm với mình từ lâu, nhưng cô luôn giữ khoảng cách. Hôm nay giữa biển trời mênh mông, hơi ấm của Phong khiến cho Mi cảm thấy xạo rực, thèm có chồng bên cạnh. Sự chăm sóc của Phong cũng khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Phong đưa Mi vào phòng, rót cho cô một ly rượu loại thơm lừng. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà Mi uống cạn chén. Một lúc sau cô cảm thấy lâng lâng và gục đầu vào ngực Phong. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mi hoảng sợ về tội lỗi của mình. Nếu như Mi không nói ra, chắc Tuấn cũng không bao giờ biết chuyện. Nhưng cứ nhớ đến cái cảnh chồng vui mừng khi biết tin sắp có con, là Mi lại cảm thấy mình thật xấu xa. Trở về thành phố, ông tìm cách để rủ Mi đi chơi, nhưng cô luôn tìm cách né tránh. Không nản, Phong đến tận nhà để tìm Mi. Hôm đó đúng lúc Tuấn về thăm thì Phong đến bấm chuông. Mi đành nói ra mọi chuyện. Thấy vợ lâu không vào, Tuấn ra cửa ngó. Mi có vẻ hoảng hốt, lúng túng nói với Phong: "Thôi anh đi về đi, việc đó để mai đến cơ quan." Rồi đóng sập cửa lại. Thái độ lạ lùng của vợ khiến Tuấn thắc mắc. Đến đêm Tuấn nhẹ nhàng gọi hỏi. Mi thấy ân hận nên đã thú nhận hết mọi chuyện và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tuấn quá sốc, anh không thể tưởng tượng được mọi chuyện đã đến mức độ này. Từ đó anh suy diễn, nghi ngờ, biết đâu cái thai trong bụng Mi không phải là con anh. Cứ nghĩ đến điều đó là anh không thể chịu nổi. Chẳng lẽ anh phải đi đổ vỏ cho thằng khác? Anh không muốn là một kẻ ghen tuông tầm thường, nhưng nếu không phản ứng thì có nghĩa anh là một thằng hèn để vợ cắm sừng. Anh vùng dậy nói với Mi những suy nghĩ của mình, rồi bỏ ra đường đi lang thang, mặc cho gió lạnh quất vào mặt. Tôi chết lặng khi nghe Mi kể xong câu chuyện. Sao cô ấy lại ngốc đến như vậy? Vợ chồng sống với nhau, có phải cứ nói thật hết mới là việc tốt đâu. Có những bí mật phải sống để giả chết mang theo. Quan trọng nhất là đã lỡ mắc sai lầm thì phải quyết tâm mà sửa chữa, không tái phạm. Đồ nhất thiết phải thú nhận tất cả để chứng minh rằng mình là người trung thực. Chồng Mi nếu như không biết thì chắc sẽ chẳng phải nghi ngờ và đau khổ đến như vậy. Còn khi đã biết thì làm sao có thể thanh thản mà bỏ qua, coi như mọi chuyện không có gì được. Những ngày sau đó Mi sống trong nước mắt cho đến khi sinh nở. Chứng kiến chồng vật vã đến hốc hác và bơ phờ, Mi chỉ biết lầm lũi với công việc nhà, phục vụ chồng hết sức chu đáo như một cách để chuộc tội, nhưng cũng không thể khiến cho Tuấn nguôi ngoai. Đứa con lớn lên rất giống Tuấn, nhưng anh vẫn đau khổ
vì nghĩ rằng con mình đã bị tráng men bởi một thằng khác. Anh vừa yêu lại vừa hận nó. Anh ước gì My chưa từng nói ra câu chuyện năm xưa. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự và câu chuyện hôn nhân của hai người phụ nữ. Cả hai người đều trong một hoàn cảnh chung, đó là chẳng may hoặc vô tình cũng có, hoặc là để cho những cảm xúc lầm đường lạc lối dẫn đường cũng có, mà đã khiến cho bản thân phạm phải một tội lỗi tày đính với chồng. Ngoại tình, lên giường với kẻ khác khỏi chồng mình đã là sai, thế nhưng để lại những hậu quả to lớn, kể cả là về mặt con cái, lại là một điều khó có thể tha thứ hơn nữa. Cả hai người phụ nữ đều rất rối bời, không biết phải làm thế nào khi mà sau những mối tình một đêm đã phát hiện ra bản thân mình có thai. Người phụ nữ đầu tiên đang cảm thấy vô cùng bối rối, day dứt và dằn vặt khi mà cái thai ngày càng lớn và biết rõ được rằng đó càng không phải là con của chồng mình. Và ngược lại, cả chồng và gia đình chồng càng cung phụ như bảo, khiến cho cô ngày càng xấu hổ và dằn vặt lương tâm hơn nữa. Đang không biết phải làm thế nào, cô nên tiếp tục sơ chẽn sống trong thầm lặng như vậy để cho chồng nuôi con tu hú hay không, hay là thú nhận tất cả mọi chuyện rồi mọi thứ đến đâu thì đến. Còn cô gái trong câu chuyện thứ hai cũng thú nhận, cũng chân thật, thế nhưng những thứ cô ấy nhận lại thật sự lại khiến cho người trong cuộc cảm thấy rất dằn vặt. Vợ thì lầm lũi trong mặc cảm và sự sai lầm, còn chồng thì cũng đau khổ và đớn đau vô cùng khi phát hiện ra sự thật về người vợ của mình. Ngày ngày nhìn đứa con khôn lớn thật sự càng là một đòn giáng chí mạng và tâm lý của anh. Vậy thì theo các bạn, trong tình huống này, những người phụ nữ chót sai lầm cần phải làm thế nào để có thể giải quyết ổn thỏa, hay ít nhất làm tối thiểu hóa mọi đau thương mà chị ta lại tiếp tục gây ra nữa hay không? Rất mong nhận được những lời chia sẻ từ phía các bạn để gửi đến nhân vật ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lại càng khiến cho người đàn ông sợ đánh mất. Và các bạn thân mến, quả thật là trong đời sống hôn nhân vợ chồng sẽ khó mà có thể tránh khỏi những lúc mà mỗi người chúng ta cảm thấy lạc lòng, có những sai lầm đối với người bạn đời của mình. Và trên hết, nếu như có được một người bạn đồng hành đủ bao dung với trái tim đủ rộng lớn thì đó là hẳn một điều rất may mắn. Và sau đây chúng tôi xin được gửi đến các bạn lời tâm sự của người phụ nữ có tựa đề Người đàn bà bỏ chồng theo tình mới và nỗi ân hận khôn nguôi. Tôi năm nay 37 tuổi, làm kế toán, lương tháng 15 triệu. Chồng tôi là lập trình viên, lương tháng 30 triệu. Cuộc sống của chúng tôi ở thành phố cùng cậu con trai 10 tuổi rất bình yên, hạnh phúc và đủ đầy. Chồng tôi vốn là một người sống nội tâm, không khéo ăn nói nhưng cũng không ham vui. Ngoài giờ làm việc, anh chỉ quanh quẩn ở nhà với vợ con. Anh cũng rất siêng năng làm việc nhà, chỉ cần có thời gian thì việc giặt giũ, nấu nướng hay lau dọn nhà cửa anh đều làm hết, tôi không cần phải bận tâm. Anh nói anh rất quan tâm và chiều tôi. Bạn bè thường ganh tị vì tôi có một ông chồng điểm 10 đến như vậy. Tôi chỉ không hài lòng một điều, đó là anh hơi lười giao du. Anh không thích ra ngoài nên có rất ít những mối quan hệ xã hội. Bản thân tôi vì thế cũng chẳng được chồng đưa đi chơi như những người bạn bè. Cách đây một năm, công ty của chồng tôi có dự án quan trọng trong thành phố Hồ Chí Minh, cần anh vào phụ trách khoảng nửa năm. Dù không muốn xa gia đình, nhưng công ty không còn ai phù hợp và lãnh đạo ra sức thuyết phục nên anh đành nhận nhiệm vụ. Sau khi chồng đi công tác, tôi thường lướt điện thoại để giải tỏa nỗi buồn và sự cô đơn. Một trong những tính năng tìm quanh đây trên Zalo, tôi đã gặp một người quen tên H khá thú vị. Chúng tôi trò chuyện rất hợp và vui vẻ. Điều đó khiến cho thời gian xa chồng của tôi đỡ tẻ nhạt hơn hẳn. Sau một thời gian nói chuyện, anh ấy muốn chúng tôi gặp nhau và tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ gặp gỡ như những người bạn bình thường. Ai ngờ mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Chúng tôi đã có cảm tình với nhau ngay lần gặp đầu tiên. Anh ấy phong độ, đẹp trai và lại còn rất hài hước, khác hẳn với ông chồng cục mịch của tôi. Hưng cũng nói rằng phải lòng tôi ngay tức khắc vì tôi quyến rũ, rất tự tin và khác xa với vợ của anh ta. Biết cả hai đều đã có gia đình, nhưng sự mới mẻ cuốn hút ở đối phương đã khiến cho chúng tôi vượt quá giới hạn. Từ đó chúng tôi bắt đầu cuộc ngoại tình ngoài hôn nhân một cách vô thức, vì cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nhau.
Tôi thấy mình như trẻ ra 10 tuổi khi bên cạnh anh ấy. Tình cảm cứ như yêu nhau hồi thời đại học. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, thường là đi ăn uống, đi xem phim, đi dạo phố, rồi kết thúc ở một khách sạn nào đó. Cũng có một vài lần khi con trai vắng nhà, tôi để anh đến nhà. Không ngờ đã bị một người bạn thân của vợ anh sống trong khu nhà tôi nhìn thấy. Không lâu sau đó, vợ anh phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của chúng tôi. Cô ta dẫn người thân, bạn bè đến nhà tôi làm ầm ĩ khiến chồng tôi biết chuyện. Kết thúc đợt công tác về nhà, chồng tôi chỉ ngồi trầm ngâm, buồn bã chứ không tra hỏi gì. Tôi biết chỉ cần tôi van xin có lẽ anh sẽ tha thứ. Nhưng lúc ấy tôi vừa áy náy xấu hổ với chồng, vừa vẫn còn muốn và khao khát được ở bên cạnh Hưng để được giải tỏa và được bình yên. Vì vậy tôi đã chủ động thừa nhận sai lầm và đề nghị ly hôn. Con trai muốn ở với bố nên tôi cũng đồng ý. Tôi chấp nhận ra đi tay trắng, chỉ cần anh cho tôi thường xuyên được gặp con là đủ. Về phía Hưng, trước tôi anh cũng đã từng lừa dối vợ một lần, nên lần này vợ anh ta không còn tha thứ nữa. Hưng bị vợ đuổi ra khỏi nhà và cũng không cho nuôi con. Bằng cách này, tôi và Hưng có thể ở bên nhau không chút trở ngại. Chúng tôi thuê một căn chung cư nhỏ để chung sống với nhau và dự định sẽ đăng ký kết hôn ngay sau khi cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn. Những tưởng tôi sẽ có một cuộc sống mới viên mãn, nhưng không ngờ đó là khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ. Về sống với nhau một thời gian, tôi mới biết Hưng thua kém chồng cũ tôi rất nhiều. Anh ta không bao giờ làm việc nhà, chỉ chơi điện thoại di động sau khi tan sở hoặc tụ tập bạn bè. Hưng còn là một người đàn ông gia trưởng, vì vậy nên những lời ngọt ngào trước kia dần ít đi. Ngoài những lúc đi ra ngoài chơi và ăn uống, ở nhà tôi đều phải tự lo mọi việc. Điều quan trọng nhất là lương tháng của Hưng chỉ có 10 triệu, thấp hơn cả tôi. Trừ tiền thuê nhà đi thì chẳng còn được là bao nhiêu. Mọi chi tiêu trong ngôi nhà nhỏ đều do một mình tôi gánh vác, khiến cuộc sống của tôi bỗng trở nên khốn khó và chi ly. Không những thế, khi tôi cằn nhằn về chuyện tiền nong, Hưng lại quay ra trách móc ngược khiến tôi không thể chịu nổi. Anh ta nói thấy tôi ăn diện, tưởng lương cao lắm chứ, ai dè thấp hơn cả vợ cũ anh ta. Hiện giờ mới sống với nhau được có 4 tháng, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy ân hận vô cùng. So với chồng cũ thì anh ta không hề coi trọng hay quan tâm vợ một chút nào. Tôi cũng bắt đầu mâu thuẫn với anh ta nhiều hơn, cãi vã nhiều hơn khiến tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi đúng là kẻ dại dột và mê muội. Chỉ vì ham chút mới mẻ ngoài hôn nhân, tôi đã phải trả giá quá nặng nề. Tôi đã không biết trân trọng những gì mình đang có, để rồi bây giờ cuộc đời trở nên lỡ dở và đa đoan. Tôi đã tính đến việc chia tay Hưng và quay lại xin chồng cũ tha thứ, cho tôi một cơ hội để trở về, nhưng lại không đủ dũng cảm và đủ liêm sỉ. Tôi thực sự quá bế tắc và cũng không biết phải làm sao. Các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự của một người phụ nữ biết rằng bản thân đang có những hối lỗi rất lớn, rất sai lầm. Thế nhưng liệu rằng chị có đang thực sự hối hận hay không? Nếu như nhân tình mới mang đến cho chị một cuộc sống tốt hơn, liệu chị có còn nghĩ về người chồng cũ đây không? Hay chỉ khi bị anh ta đối xử tệ bạc, một cuộc sống chẳng ra sao mới lại nghĩ đến người xưa? Vậy thì liệu chị quay lại với chồng cũ có phải do tình cảm không? Hay chỉ là chị không còn đường nào để lui nữa thì chị mới nhớ lại tình xưa nghĩa cũ? Các bạn thân mến, theo các bạn thì người phụ nữ trong câu chuyện này cần phải làm gì đây? Bản thân chị có xứng đáng có được hạnh phúc nữa không sau những lừa dối của những toan tính quá nhiều? Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.